các bạn, hiện nay thì Minh Cường đang ở tại Mecca Club để thực hiện cho một cái MV mới nhất nằm trong album One 4 chuẩn bị phát hành sắp tới đây. Đây là một cái album mà đã phải nói là một sự thay đổi lớn vì Cường đã nhảy rất là nhiều trong cái album lần này, cũng như là cái MV Sexy Girl hay còn gọi là cô nàng gợi cảm ở trong cái album này. Đây là một sáng tác mới của nhạc sĩ Lưu Hưng, và album lần này thì là nhạc đen rất là sôi động, và vì tại đây ngày hôm nay, và ngày hôm nay thì các em biết thì còn ngoài sự xuất hiện của Lâm Cường còn có sự xuất hiện rất là đặc biệt của Siêu Vũ Thu Hoàng nữa, chính là một người con gái đã xuất hiện trong cái clip khiến cho nhiều chàng trai phải đến đây để xem, và các bạn hãy theo dõi các em biết của Cường nha. Để theo kiểu vị trung đó.